Hello, xin chào bà con em. Em mua thanh lý được con mới Việt Nam, giá rẻ cho anh em vào tại đồng thôi nha. Con này mới thanh lý mà mới xịt nhớt xong, chưa bôi nhớt chưa đánh nhớt gì hết nha. Con này em chưa bán gì hết nha. Bôi nhớt là chút xíu rồi. Còn bôi nhông thì em bôi nhông mới chưa sử dụng luôn nha. Này, đây không có nhông, em phải mua bôi nhông mới chưa sử dụng cho anh em luôn. Con này thì là của 93 lớn luôn nha. Con cặp thì 2.4 cháu trái phải đủ, có 3 cháu trái nữa nha, có tay xếp cháu này. Hầu rời nha, hầu rời con nha, đấy đang dán hầu rời sao nha anh em. Nó người ta nói dài trong tâm thêm trong tâm hầu này thì được 1.4 má dài 2.4 trong tâm được 1.4 mà để nguyên là trong tâm 1.3 nha. Này cái nhét luôn nó được ngang không biết rồi, tăng bồng còn ok. Con này được cái là xài được 1 pha luôn nha, đang xài 1 pha 220 cũng như là luôn nha. Con này được đúng nha, này trong tâm 1.3 vô băng lớn, vô băng tới 5.8. Dao mua dao 450, hoa hầu, hầu lớn nè, hoa hầu tới 700 à 900 chứ, 450 là 900. Mình nhông trong còn đẹp luôn nha. Đây hoa hồng tí tiền 1 pha 220 thôi, mới xịt nước nên cầm lại nha. Còn còn một công nha, giá rẻ cho anh em xem luôn, anh em làm nha. Con này em chỉ bôi nhớt thì không có đánh giết nha, anh em về từ vệ sinh thì đánh nha, giá rẻ về chai tí thôi nha. Con này nặng cũng phải tầm 4.5 trở lên nha, giá rẻ luôn, 25 triệu chốt nha. Còn trọng em xem được thì có gì chốt nha, phải cho giá mất công nha. Trong tâm dài đang về cặp này, clip sau anh em đón xem theo dõi nha. Mới đang mua sò bông xịt hai con này hàng VIP luôn, đẹp tuyệt vời. Con này đúng đẹp tuyệt vời, anh sâu rồi. Con này 35 triệu bao chạy, con này 75 triệu bao chạy luôn, anh sâu. Đang thời điểm mình tết nên giá rẻ nha. Em có hai con Tula Max á, ra mắt hai con nào cũng 75, anh em xem con nào cần cái gì làm nha. Còn Sato này mới về khách chốt rồi nha, đang dọn lại cho khách. Con ta đã chi 1.3 này cũng mới về nè, con trước tuần trước là bán rồi nha. Con này clip trước thì anh em xem lại clip trước nha, đây clip trước. Con quay này có thêm hai cái đài quay luôn nha, có mấy VT luôn nha. Giá anh em là hoặc là anh em là 1 ký nha, 4.000 1 ký tương đương với 32 triệu. Còn bao chạy luôn là 35 triệu nha, 3 triệu. Thôi em xin chào tất cả mọi người nha.